đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhờ thành công của chương trình dân số kết hóa gia đình đã hạn chế việc tăng thêm 20 triệu người trong những thập kỷ qua, đã tiết kiệm khoản chi phí đáng kể cho các dịch vụ xã hội. Phải khẳng định rằng đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho phát triển một cách hiệu quả nhất. Theo kinh nghiệm của quốc tế, nếu chi cho $1 cho công tác dân số kết hóa gia đình thì sẽ tương đương với $31 chi cho các dịch vụ xã hội khác. Kết quả công tác dân số kết hóa gia đình làm tăng GDP bình quân đầu người khoảng 2% một năm, góp phần quan trọng vào công việc xóa đói giảm nghèo của đất nước. Như quý vị đã biết,